Cô Khánh cùng ekip thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Tuần rất vui được gặp lại quý vị khán giả vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và kính thưa quý vị, cứ vào dịp cuối tuần thì các mẹ sẽ thường suy nghĩ ra một món nào đó để có thể làm cho bé yêu của mình cũng như là các thành viên trong gia đình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn Phú Khánh cùng với một vị khách mời nữa sẽ cùng giới thiệu cho quý vị một món rất là dễ làm với những nguyên liệu vô cùng đơn giản mà các mẹ hoàn toàn có thể thực hiện cho các bé yêu của mình cũng như các thành viên trong gia đình. Đó chính là món gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Và kính thưa quý vị, có lẽ với những món ăn thường túy của người Việt Nam thì đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Và ngày hôm nay, để chúng ta có thể biến tấu một chút xíu với những nguyên liệu sẵn có, thì Phú Khánh cùng với vị khách mời mà ngay từ đầu chương trình Phú Khánh đã có giới thiệu cùng quý vị, đó chính là chị Thanh Chi sẽ cùng giới thiệu cho quý vị một món ăn vô cùng độc đáo nhưng cũng rất đổi quen thuộc. Xin chào chị Thanh Chi. Chào Phú Khánh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì không biết chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món ăn gì ha? Hôm nay Chi sẽ hướng dẫn mọi người làm món pizza. Pizza nhưng mà làm theo cái kiểu Việt Nam mình và trẻ con rất là thích. Chỉ có một ít xúc xích và thịt xông khói. Những cái đó thì mình có thể dễ dàng mua trong siêu thị. Có nghĩa là món pizza là một món ăn đậm nét phương Tây nhưng mà chúng ta sẽ biến tấu một chút xíu theo hương vị, khẩu vị của người Việt Nam. Thì sẽ khiến cho các bé thích thú hơn. Và đây cũng là một món ăn mà chúng ta có thể thực hiện để mang theo vào những chuyến picnic cuối tuần của gia đình mình. Và ngay bây giờ thì Phú Khánh cùng với chị Thanh Chi sẽ cùng hướng dẫn cho quý vị thực hiện món ăn này quý vị nha. Và để thực hiện món này thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu có khó không chị Chi? Đơn giản thôi bánh. Trước hết thì mình sẽ chuẩn bị một cái đế bánh. Cái đế bánh thì có bột, men và mình trộn cái phần nước với một xíu dầu ô liu. Sau khi mình trộn cho đều bột thì mình đem nướng cái đế bánh cho nó cứng, nó hơi cứng một xíu. Và sau đó mình sẽ cho các nguyên liệu thịt và một mớ rau củ lên. Không biết là bột để làm đế bánh thì chúng ta sẽ sử dụng bột gì? Bột thì mình sử dụng bột mì đa dụng bình thường. Men thì dùng men dưa. Men dưa thì khoảng chừng 2g men, 150g bột mì. Thêm vào 15g dầu ô liu, 75g nước và một xíu muối. Và với cái phần thịt thì chúng ta sẽ chuẩn bị, cô Khánh thấy có xúc xích nè, thịt xông khói. Thịt xông khói. Rồi kèm theo đó là mình sẽ bỏ phô mai. Cái này là các bé rất là thích. Thêm một tí bắp, ớt với cà chua thì mình chỉ để trang trí cho đẹp mắt thôi. Và thật sự với những nguyên liệu này thì chúng ta rất là dễ tìm mua ở các siêu thị cũng như các cửa hàng. Và bây giờ thì đã sẵn sàng tất cả những nguyên liệu chúng rồi. Chúng ta bắt đầu luôn nha. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ cho bột vào đầu tiên đúng không chị? Và hồi nãy lúc nãy chị có giới thiệu là chúng ta sẽ cho 150g bột. 150g bột. Sau đó cho vào 2g men. Và một tí muối. Men thì bỏ xa muối ra. Để gần nó sẽ bị chết men. Quý vị nhớ là chúng ta men và muối chúng ta bỏ xa nhau để tránh cho men bị chết quý vị nha. Sau đó chúng ta sẽ cho vào 15g dầu. Dầu ô liu ha. Dầu ô liu thì gì khi bỏ mà chúng ta có phải lưu ý gì không chị? Nó chỉ là ngon hơn dầu ăn thường, mình nó thơm, nó mềm bánh ha. Sau đó chúng ta cho vào 75g nước. Tất cả chúng ta trộn đều lên ha. Trộn đều, sau đó nếu các bạn không có máy trộn thì các bạn nhồi tay ngồi đây cho bột nó mịn. Còn nếu chúng ta có máy thì chúng ta bỏ vào máy. Sau khi bột chúng ta trộn đều thì chúng ta sẽ ủ một tiếng. Bột này là sau khi ủ một tiếng đồng hồ sẽ nở ra. Sau đó mình sẽ lấy phần bột này ra. Nó nở như thế là đạt yêu cầu đó chị. Đúng rồi. Đó là men nó đã hoạt động tốt rồi. Sau đó chúng ta ấn cho nó xẹp hết mấy cái bọt khí ha. Que tròn như bột này.
sau khi mình làm tròn rồi á, Phương Khắc, cái mình sẽ làm cái đường viền của nó. Dạ. Đường viền thì theo chi á, chứ cũng không phải là đi học ai dạy, mà mình lễ mình chặn thức ăn lại. Chặn ở trong cho nó cái mẹo nhỏ thì hình như là bánh. Đúng rồi, mình để nhiều người thích ăn phô mai nhiều á. Dạ. Cái mình làm như vậy hồi là nó sẽ phồng cái viền của mình lên. Và cái viền này thì Phương Khách cũng thấy là cái bánh của mình sẽ tròn trịa hơn nữa. Đúng rồi. Và đẹp hơn nữa. Sau khi làm cái đường viền á thì mình sẽ dùng cái cây nẻ. Dạ. Mình xiên vòng vòng cho nó cố định lại. Và sau khi chúng ta đã làm hết toàn bộ cái bánh rồi thì bây giờ làm cái tiếp theo. Bây giờ mình xiên xong cái bánh này, mình sẽ bỏ vô lò. Dạ. Nướng khoảng 10 phút cho bánh vừa chín tới thôi. Ngay từ đầu thì cũng phải lại tưởng là chúng ta sẽ cho vào hết thì chúng ta mới nướng một lần. Làm như vậy thì cái bánh nó sẽ ngon hơn. Dạ. Nướng vậy thì cái mặt trên của bánh nó sẽ không có chín bột. Chúng ta sẽ nướng trong vòng 10 phút, trong vòng 10 phút. Dạ. Sau khi bánh nướng 10 phút á, mình tắt lò ha, lấy bánh ra ha. Bây giờ thì Phương Khánh đã nghe được một cái mùi thơm thơm lừng bay từ lò để bánh rồi. Trời ơi, bánh nó vàng rồi. Để ra đi ha. Giờ bắt đầu mình sẽ làm cái phần nhân của nó. Sốt cà chua ha. Dạ. Cho sốt cà chua lên. Mình sẽ xếp xúc xích lên. Nói chung điệu đà thì xếp cho nó đẹp một xíu. Yeah. Mình có yêu cầu là phải xếp thịt lên trước rồi rau củ quả sau không chị? Hay là mình cứ xếp ngẫu nhiên thôi? Mình xếp ngẫu nhiên thôi, nhưng mà thường thì bé nó ăn rau ít. Yeah. Nên thường mình xếp ở trên. Chỉ là cái thêm phụ thêm thôi, nhưng mà thêm. Thịt vẫn là chính. Thịt vẫn là chính. Tiếp theo cho thịt xông khói lên. Mình cứ rải đều ra thôi. Thơm quá thì thơm luôn. Hấp dẫn, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà Phú Khánh thấy là nếu như chúng ta bỏ thịt nhiều quá thì nó có ảnh hưởng đến cái việc mà khi mình ta nướng nó không chín đều cái bánh không chị? Mình có cái mẹo gì không? Thật ra là nhiều, nhưng mà đây nguyên cái bánh này chỉ có một cái xúc xích thôi. Chi cắt rất là mỏng. Và thịt xông khói này thì nó cũng rất là mỏng. Yeah. Hầu như là nó cũng đã gần chín rồi. Nó đã tính sơ qua. Chúng ta đem nướng thêm 10 phút nữa. Yeah. Bây giờ thì chúng ta đã có được một cái bánh rất là đẹp rồi. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào lò nướng trong vòng 10 phút. Và quý vị hãy chờ xem kết quả như thế nào nha. Rồi, mình nướng 10 phút ha. Nướng cho phô mai nó chảy ra hết ha. Có cánh em rất là hồi hộp. Thì để mà chúng ta nhìn thấy kết quả của bánh như sao nãy giờ chúng ta cùng nhau thực hiện. Quá hấp dẫn luôn. Và bây giờ thì chiếc bánh của ta chúng ta đang nhìn rất là hấp dẫn nè, rất là thơm nè, bánh tinh chắc là nó rất là giòn luôn. Rồi giờ chúng ta cắt bánh thưởng thức luôn đi ha. Dạ. Quá luôn quý vị. Một tí xíu cái mùi thơm và giòn của bột, phần bột phía dưới nè, cùng với xúc xích
và thịt khi mà nướng lên thì nó đã dậy cái mùi thơm, và kết hợp với một tí xíu rau củ quả và phần tương nữa, tất cả hòa quyện tạo nên một cái bánh pizza vô cùng hấp dẫn và độc đáo. Chắc hẳn là các bé của chúng ta sẽ rất thích được mẹ làm vào những dịp cuối tuần luôn. Xin cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, với phần thực hiện món bánh pizza với những nguyên liệu rất là dễ tìm mua và những bước thực hiện thì vô cùng đơn giản, thì chúng ta đã có thể thực hiện món bánh pizza tại nhà. Và đây chính là một phần quà mà các mẹ dành cho các bé vào những dịp cuối tuần cũng như là người thân của chúng ta vào những buổi đi picnic. Đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Tuần xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp ý kiến thì quý vị có thể gửi về chương trình Món Ngon Mỗi Tuần, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, số 322, đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Phú Khánh cùng với chị Chi. Xin chào và hẹn gặp lại.